Ngày 12 tháng 7, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, 34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phong từ 6 đến 7 năm tù. Về trách nhiệm bồi thường dân sự, đề nghị buộc Phong bồi thường cho gia đình ông T, tài xế Grab 417 triệu và chị Nguyễn Thị Bích Hường là 1,5 tỷ đồng. Luật sư Nguyễn Sơn Lâm, bảo vệ quyền lợi cho chị Hương, cho rằng về pháp lý, căn hộ của Phong đã sang tên cho bà Trừng Hoàng Họa My là mẹ Phong bằng hợp đồng mua bán. Như vậy, căn hộ không còn thuộc quyền sở hữu của Phong. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy hợp đồng mua bán giữa Phong với bà My để đảm bảo bồi thường cho các bị hại. Tuy nhiên, bà My kiên quyết không chấp nhận đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng căn hộ. Trước diễn biến vụ án, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài dự kiến sẽ tuyên án vào chiều ngày 14 tháng 7. Trước đó, Phong là người lái xe Mercedes tốc độ cao, lấn trái đường, tông chết ông Lê Mạnh Thường, tài xế Grab và khiến chị Nguyễn Thị Bích Hường, tiếp viên hàng không, mang thương tật 79% vào đầu năm 2020. Phong bị Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tuyên 7 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2021, cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.